Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Lê Tuấn Duy. Hiện nay đang là nhân viên của công ty thuốc thủy sản O.P.S. cách khu vực Hàm Rồng, Hàng Chỉnh, Năm Căn. Hôm nay Duy vào thăm ao của anh Phụng, nhân dịp là giao hàng của anh. Hôm nay anh đặt ở công ty O.P.S. là 8 thùng hơn cua để sử dụng cho vụ sau. Hôm nay tôm anh cũng đã được 20 con 1 kg. Anh là một khách ruột của công ty O.P.S. đã sử dụng sản phẩm của công ty hơn 3 năm nay và liên tục thành công trong 3 năm gần đây. Anh hầu như xài trên 90% là thuốc của công ty O.P.S. nhé. Là sau đây sẽ giới thiệu một số sản phẩm mà anh đang sử dụng cho ao của mình của công ty O.P.S. Đây là men ủ BIOGON, lactic và lót. Anh ủ để cho ăn giai đoạn tôm lớn để tiết kiệm chi phí cho phụ nuôi. Bên cạnh đó là cái men tiêu hóa quanh vi sự im Epicin D, men tiêu hóa cao cấp và dinh dưỡng đường ruột như là Bioseeds, tăng trọng Volvuta, các dòng khoáng sữa như là Inol canxi Ford và cái hỗ trợ gan Inolli. Hầu như là các sản phẩm của công ty O.P.S. anh sử dụng hết cho ao của mình, từ gan, từ hỗ trợ đường ruột và dược khuẩn như là Diwet 90, hơn 2 và phế khoáng nano Hubo để người công thân đục cơ. Và rất tuyệt vời khi anh chuyển qua sử dụng sản phẩm của công ty O.P.S. thì hơn 3 năm trở lại đây anh thu lợi nhuận liên tục trong 3 năm và chưa thất bại lần nào. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Vì muốn chia sẻ đến với các anh chị và các bạn để chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để chúng ta có những cuộc nuôi thành công hơn. Còn bây giờ Duy sẽ mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi thăm cái đàn tôm 20 con của anh Phụng nha. Xin mời. Và bây giờ mời các bạn cùng ra đầm tôm để chúng ta xem tôm. Đây là anh Phước, kỹ thuật trưởng trong cái khu nuôi của anh Phụng. Bên đây là một ao cũ, anh Phụng vừa thu tôm khoảng 15 ngày và sản lượng trên 7 tấn. Hiện tại bây giờ anh còn một ao đây, về size 20 con. Và ta mời sẽ nhờ anh Phước sẽ dỡ nhá cho chúng ta cùng xem đàn tôm nhé. Con nha. Chắc là to, tôm nên Phước dở cao lên tí rồi. Đây là cái ống đo độ mặn nha, mình sẽ đo xem con tôm này nó to cỡ nào. Nó gần, nó to hơn phần. Wow, nó đẹp. Đây. Tôm rất khỏe, nó không nằm yên chỗ. Cảm ơn anh Phước đã hỗ trợ dỡ tôm cho các anh chị xem nha. Anh Phước, anh thấy xài những sản phẩm O.P.S. anh thấy chất lượng nó như thế nào? Rất hiệu quả, ok. Xài ba con cua rất hiệu quả, thấy tôm mau lớn, khỏe mạnh. Cảm ơn anh ha. Cái cảm giác mình nuôi tôm về size 20 con như thế nào anh có thể chia sẻ cho các anh chị cùng tham khảo được không ạ? Về 20 con rất khoái, mừng, rất hài lòng công ty sản phẩm O.P.S. Vâng, xin cảm ơn anh và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Duy sẽ chia sẻ những cái hay trong cái nghề nuôi tôm để cho chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào anh Phước, chúc anh có một ngày thật tuyệt vời. Rồi, chào, tóm em.